Đây 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 đây, đồ ăn tới rồi. Đây đấy, đó có đồ ăn rồi, hai cha con mình ăn cơm nghe. Lại là món này nữa hả ba? Tự nhiên lại là món này nữa ba. Cái món này là món truyền thống của gia đình mình, ăn mới có một tuần à. Mình ăn chưa ngán mà. Ăn đi, chừng nào ngán bà đổi món khác cho con ăn nghe. Bơi ngày mai là Tết rồi, ba có làm món thịt kho hột vịt cho con không? Con thèm lắm. Thịt kho hột vịt hả? Dạ. Cũng được, bình thường thôi. Nè bây giờ nè, con ăn món này trước đi. Tối nay bà chạy xe ha, bà kiếm tiền bà mua nguyên một cái nồi thịt kho hột vịt bự như cái bàn này luôn. Hãy cho con mình ăn Tết ha. Dạ. Đây, lựa cho con ngon nhất luôn đó. Nè. Ba ơi, sao mặn vậy ba? Cái món này á, đâu phải là ăn kiểu đó. Con cầm cái con này lên nè, điếm một cái để xuống, ăn cơm. Chứ con cắn vậy nó mặn lắm, chịu sao nổi. Ba hẹt chi, con thấy còn nguy à, có cần ăn không hết. Chẳng ăn hết đi, ăn hết thì con thịt kho hột vịt ăn nha. Ba ngày mai Tết Tết rồi, cũng muốn bột bộ đồ đẹp chứ giấy với bà trong sớm. Có chứ, Tết là phải có đồ mới. Tối nay chẳng những có một nồi thịt kho hột vịt bự tổ chản luôn, mà còn có đồ mới cho con mặc nữa. Yeah. Rồi, về xong rồi ăn cơm đi. Thịt kho hột vịt còn không biết có không nữa, huống hồ gì còn thêm đồ mới. Cô, công nhận gần giao thừa cái đường xá vắng què ha. Giờ này chắc mọi người đang ở nhà chuẩn bị cúng kiến đón giao thừa. Bình thường á cô, tôi mà đi với ai á mà nói nhiều á, tôi không có thích đâu. Có nhiều khi á, mình cần phải nghỉ ngơi, mình cần phải suy nghĩ một cái vấn đề nào đó. Mà người ta cứ ngồi người ta nói những cái chuyện không đâu á, làm cho mình khó chịu. Mà nói ra thì ngại, mà không nói thì khó chịu. Tết nhất rồi, cô có thể nào cô không thích tôi nói cũng được. Cô có thể nào cô cười lên 3 tiếng để cho tôi có cái cảm giác là tôi đang đi với một ai đó được không? Quay qua quay lại có hết năm hả cô ha. Tết đến nơi rồi, bao nhiêu lo toan, bao nhiêu buồn phiền qua năm mới cái nó tan biến hết. Lát cô ăn Tết ở Sài Gòn này luôn hay là cô về Bình Dương ăn Tết vậy? Cô đừng hiểu lầm nha. Tôi hỏi vậy là để coi nếu mà cô có về không á, tôi sẽ chở cô. Cô khỏi mất công phải đón xe khác. Tới rồi cô ơi. Ủa cô ơi, ở đây là giữa cầu mà tôi đâu thấy nhà của ai. Cô ơi, cô. Cô ơi, ở đây đâu phải nhà cửa gì đâu cô, đây là giữa cầu mà. Cô lên đây làm gì? Cô muốn nghỉ mà chút xíu rồi đi tiếp không? Cô muốn đi đâu tôi chở cô đi luôn nghe.
Nếu con không muốn đi nữa thì cô cho tôi xin tiền cuốc xe nãy đi, 215 ngàn. Nhưng mà Tết thôi, coi như tôi lì xì cô 5 ngàn, tôi lấy cô 210 ngàn thôi. Hả cô ha? Cô ơi, từ tối đến giờ tôi chỉ chạy có một cuốc xe của cô thôi à. Nếu cô không có đi đâu nữa thì cô cho tôi xin tiền cuốc xe đó đi, để tôi về tôi còn đón người khác tôi chở nữa. Hả cô? Cô ơi, cô làm gì vậy? Chỗ này không đúng, chỗ này không được, anh chở tôi đi chỗ khác đi. Cô muốn đi chỗ khác hả? Đi chỗ khác. Lên xe tôi chở, nhưng mà cô muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là một cây cầu khác, yên tĩnh, không có người là được rồi. Cô ra xe đi. Đi, tôi chở cô đi, đi. Sao giờ này nó còn chưa giờ nữa? Ủa cô ơi, hồi nãy tôi chở cô tới đây cô không chịu, cô bắt tôi chở đi chỗ khác. Đi cầu nào cô cũng không chịu, cuối cùng về lại chỗ cũ là sao vậy? Đó là chuyện của tôi. Cái đó là chuyện của cô. Chuyện của tôi á là cô trả tiền 4 cuốc xe, cô ơi. Cô ơi, cho tôi xin tiền 4 cuốc xe vừa rồi cô. Bao nhiêu tiền? Dạ, chỉ có 370 ngàn thôi. Là sao? Tôi trả tiền xe cho anh. Trời ơi cô ơi, tôi biết cái này nó giá trị lắm, nhưng mà tôi cầm này để làm gì? Tôi chỉ cần tiền thôi à, cô đưa tiền cho tôi là được rồi. Tôi không có tiền. Cô không có tiền gì chứ tiền cô để đâu? Hả? Tiền của tôi hả? Ở thế giới bên kia. Tất nhất đến đời cô đừng giỡn tôi nữa đúng không cô? Tôi biết là số tiền đó đối với cô nó không có lớn lắm, nhưng đối với tôi số tiền đó rất là lớn. Cái tiền đó tôi phải về tôi mua bộ đồ mới cho con tôi, rồi tôi mua thịt về tôi kho trứng cho con tôi nó ăn Tết nữa cô. Nếu cuộc sống này ai cũng đơn giản như anh thì tốt biết mấy. Cô cũng biết làm sao nữa. Cô ơi, cô định làm gì vậy? Dưới đây đi, đâu có gì đâu coi. Cô ơi, gần tới giờ đón giao thừa rồi. Từ tối giờ tôi chở con mình cô à. Cô đừng giỡn nữa. Cô làm ơn cô đưa tiền cho cô tôi đi. Nếu mà cô không đưa tôi chắc tôi chết quá. Chỉ vì có mấy trăm ngàn mà anh đời muốn chết sao? Sao không chết được cô? Giờ nhà không có gạo, không có đồ ăn, chạy xe hết xăng rồi, không lấy được tiền. Giờ cô không trả tiền cho tôi cũng biết làm sao luôn á. Vậy anh có muốn chết không? Hay là anh đi chết với tôi đi ha? Anh đi chết với tôi đi, chết với tôi cho vui. Chứ tôi chết một mình tôi sợ lắm, tôi cô đơn lắm ha. Hay là đi chết với tôi đi. Cô ơi, cô đừng giỡn nữa nha. Cô làm tôi bắt đầu tôi bực mình rồi đó. Cô làm ơn cô trả tiền cho tôi để tôi về tôi đón Tết với con tôi đi.
tình huống này thấy quen quá rồi ta. Ôi! Con làm gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Tôi không có buông. Buông ra. Ơi, bây giờ có chết tôi cũng không buông nữa. Buông ra. Không mà, trời ơi, cô ơi. Cô ơi. Buông ra. Cô ơi, cô tôi đang nỉ cô mà. Cô nghe nghe tôi nói nè. Cô bình tĩnh nghe tôi nói tôi mới buông ra. Nghe tôi nói thì tôi mới buông ra. Tôi không buông. Buông ra. Bây giờ tôi lại cô quá trời ơi. Tôi lại cô. Cô bình tĩnh nghe tôi nói nè. Cô đừng làm chuyện dại dột nữa. Bây giờ nghe lời tôi, lên xe tôi chở cô về nhà. Cô lấy tiền tôi trả cho tôi đi, để tôi về tôi đóng đón Tết với con tôi nha cô. Tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn về nhà. Tiền tôi nợ anh, kiếp sau tôi trả cho anh được không? Tôi hứa kiếp sau tôi sẽ trả cho anh gấp đôi nha. Dậy đi. Cô dậy đi. Tôi thấy tôi dậy á. Tôi nói cô biết nha, tôi không cần biết cô có biến cố gì để mà cô quyết định cô tự tử. Nhưng mà nếu nói về biến cố á, cô nghe đi. Cái biến cố của tôi nè, rồi cô sẽ hiểu ai là người sẽ nhảy xuống đây. Tôi với vợ tôi á, lấy nhau mấy năm đẻ ra đứa con. Vợ tôi chết, con tôi cũng 3 tuổi á. Một mình tôi nuôi con nè. Nửa đêm con tôi sốt, tôi không biết phải làm sao. Tôi ẵm con tôi đi lang thang ngoài đường. Người ta tưởng tôi là thằng mày. Người ta quăng cho tôi nửa ổ mà gian dở đó. Vậy mà một mình tôi nuôi con tôi lớn lên. Bây giờ con tôi 5 tuổi rồi. Tôi chưa bao giờ mua cho nó được một bộ đồ đẹp đẽ như ý của nó. Hôm nay là cuối năm nè. Đáng lẽ tôi chở cô, tôi lấy được tiền tôi về tôi mua đồ đẹp cho con tôi. Đón Tết với con tôi vui vẻ. Mà bây giờ tôi phải đứng đây tôi nói chuyện với con. Cô vừa phải thôi. Cô bắt tôi chở cô đi vòng vòng 4-5 vòng. Cô nói đi. Bây giờ cô là người nhảy hay là tôi nhảy? Cô sao vậy? Cô ơi, cô đừng khóc nữa được không cô? Cô làm ơn cô đừng khóc nữa. Tại sao vậy? Tại sao anh cũng là cha mà anh có thể hy sinh mọi thứ cho con cái của mình? Còn cha tôi kìa, cha tôi cũng là cha mà tại sao ông lại bắt con cái hy sinh tất cả mọi thứ cho ông ấy? Tại sao vậy? Cuộc đời này của tôi sinh ra tôi không có thiếu thốn bất cứ một điều gì hết. Chỉ có cha tôi, chỉ có một mình cha tôi là người không bao giờ tôn trọng suy nghĩ của tôi. Anh nhìn nè, anh nhìn tôi nè. Cha tôi bắt tôi mặc lên người những cái thứ đồ mà chồng tương lai tôi thích. Bắt tôi cưới một người đàn ông mà bản thân tôi không bao giờ tôi muốn cưới. Bắt tôi ra trường phải học một cái ngành nghề mà để phục vụ cho gia đình chồng tương lai của tôi. Nhưng không bao giờ tôn trọng quyết định về sự tự do của bản thân tôi hết. Tôi nói với ông ấy là tôi sẽ tự tử, tôi sẽ đi chết. Nhưng mà ông ấy vẫn không nói gì hết. Ông ấy vẫn không nhận ra tội lỗi của mình. Ông ấy không nhận ra là ông ấy đã sai với tôi. Thank you.
làm gì vậy? Tôi sợ cô nghĩ quẩn cô nhảy xuống. Nãy giờ tôi ngồi tôi canh cô á, cô chỉ cần nhúc nhích là tôi vịn cô lại liền á. Cô mà nhảy xuống mà tôi chụp không kịp là tôi bay theo cô xuống dưới luôn á. Thôi được rồi, buông ra. Cô đừng nghĩ quẩn nữa nha. Thôi giờ xí xóa. Tôi tặng cô coi như là Tết nhất là tôi tặng cô hết tiền cước nãy luôn á. Giờ khuyến mãi cô chuyến cuối luôn. Lên xe tôi chở cô về nhà. Nha, Tết nhất rồi đừng để gia đình lo lắng chứ. Tôi không có về đâu. Anh sao vậy? Tôi không có muốn về nhà. Trời ơi, cô phải về, tôi còn về tôi đón Tết với con tôi nữa chứ. Giờ qua giao thừa luôn rồi. Vậy anh về đi. Sao được? Sao tôi yên tâm tôi về khi mà cô còn ngồi đây chứ? Tôi thà ngồi ở đây còn hơn là phải về nhà. Đây, hai lần về. Tôi cho cô ăn Tết nhà tôi. Anh nói thiệt hả? Tôi nói giỡn cô hả? Nhưng có một điều kiện nha. Ăn Tết xong rồi cô đi ha. Mình cứ ăn Tết đi. Rồi sau Tết thì mình tính ha. Cô quyết định lẹ không cần suy nghĩ luôn hả? Ừ. Vậy đó. Gì vậy? Bụng tôi kêu rồi. Hay anh kiếm gì tôi ăn được không? Hình như tôi đói bụng quá. Ăn nữa hả? Gì cũng được. Nhưng mà cô ăn mình thôi nha. Sao vậy? Tôi đủ tiền để cho mình cô ăn à. Nhưng mà cô nhớ ăn một phần thôi nha. Đi. Đỡ tôi lên. Tê quá à. Đi. Nè. Cảm ơn nha. Cảm ơn chị. Tự nhiên tôi đeo gông vô cổ chị không biết nữa. Đi nè. Tô phở bưng ra nãy giờ rồi. Cô không chịu ăn đi. Nó nở ra hết rồi kìa. Có ông Tô à. Mình tôi ăn tự nhiên thấy ngại quá. Hay là tôi gọi thêm cái chén, rồi tôi với anh chia ra mỗi người một nửa nha. Thôi. Trời ơi đừng làm vậy. Tôi cũng no rồi chứ không phải nhường nhịn gì cô đâu. Thiệt mà. Nè tôi kể tôi cô nghe nè. Chiều á, tôi có một cuốc xe tôi chở bà mập kia kìa. Cái đang chạy, tự nhiên bà kêu, bà vỗ vai tôi, bà kêu ngừng lại. Tôi tưởng đâu là tôi chạy hố nhà bả rồi. Bà nói chứ tôi đói bụng quá, cậu tấp vô chỗ nào đó cho tôi ăn, kiếm gì ăn. Xong tôi hỏi bà thì chị thích ăn gì thì chị cứ nói tôi chở chị tới thôi. Bà nói không, cậu thích cái gì cậu cứ chở tôi tới đó. Mắc cười dễ sợ luôn. Thí dụ như bà thích ăn gì á thì bà kêu tôi chở tới, đúng không? Đằng này bà hỏi tôi thích ăn gì. Trời ơi, trên đời này nói thiệt cô chứ cái giống gì tôi cũng thích hết đó. Cái đó nói thiệt. Bà vô đó bà kêu có một chén rau trộn mà bà ăn có nhiêu đó thôi. Còn tôi á, bà nói chứ cậu sẵn rồi cậu chở tôi vô đây rồi cậu thích ăn gì rồi cậu ăn. Tôi không ngờ một mình tôi ngày hôm nay mà tôi ăn được hai cái pizza, một dĩa mì Ý, hai cái đùi gà luôn. Mắc nghẹn quá. Kêu thêm hai ly nước ngọt uống. Cho nên giờ nè, nói thiệt. Cho nên cô ăn đi, không phải nhường đâu. Ăn đi. Vậy tôi ăn nha. Ăn đi mà, trời ơi. Ăn lẹ đi. Chứ để thấy cũng khó chịu. Không phải, ý nói là tôi thấy cô không ăn á, tôi cảm thấy khó chịu, hiểu không?
Ăn đi. Ăn đi rồi còn về nữa, sắp sáng rồi đó. Tôi nói với anh rồi, tôi không có về nhà đâu. Có chuyện vậy. Không phải là tôi nhiều chuyện, nhưng mà tôi nghĩ trên đời này cha mẹ nào mà không thương con. Tôi nghĩ ba của cô làm vậy chắc nó phải có một cái lý do gì đó. Mình là con mà, không ấy cứ về nhà đi. Biết đâu ba của cô có nỗi khổ riêng sao? Đúng không? Anh đừng nói về chuyện của tôi nữa. Cứ để cho tôi qua cái giai đoạn này đi ha. Tại tôi thấy cũng tết nhất rồi. Tết mà, ngày Tết là ngày đại duyên mà. Ở gia đình mình phải đầy đủ người nó mới vui. Nè, anh nói với tôi là anh sẽ cho tôi về nhà ăn Tết với gia đình anh. Không có được đổi ý đó. Không. Trời ơi, con nghĩ tôi làm sao vậy? Tôi là một cái người mà nói ra là phải làm. Tôi hứa cho cô là qua nhà tôi ăn Tết ké. Ơ quên, ở Tết ké. Còn ăn Tết thì tính sao? Nói chung thì trong thời gian này cô không muốn về nhà cứ qua nhà tôi, đâu có ở đâu. Vậy bây giờ tôi sẽ ăn nhanh cái tô này. Rồi chúng ta còn đi về nữa. Đường cũng xa mà đúng không? Đúng rồi. Vậy tôi ăn nha. Ngon không? Ngon, tôi dễ ăn lắm. Ủa, không thấy cô niêm niếm thêm cái gì luôn á. Ăn nhanh, rồi còn về nữa. Anh chưa ăn gì hết đúng không? Tôi biết câu chuyện hồi nãy giờ anh kể cho tôi nghe về món này món nọ là anh xạo, anh đói bụng. Từ chiều tới giờ á, anh chưa có cái gì bỏ vô bụng hết đúng không? Đúng không? Trời ơi. Con. Con. Sao không vô nhà ngủ mà ngồi qua đây ngủ vậy con? Hả? Con. Ba giờ rồi hả? Ba về rồi nè. Thương quá à. Thôi đi vô nhà ngủ với ba. Đi. Ủa con này là ai? Cô này là quả tới. Quả là gì vậy ba? Lát vô trong bà kể cho con nghe. Dạ. Còn giờ tạm thời là hôm nay cô đó tá túc nhà mình bữa. Dạ. Ba con vô ngủ nghe. Dạ. Đi, ngoan. Thương quá. Chạy xe hả? Đi đâu hả? Đi. Ủa con hả? Làm mừng một tổ nghe có khách á. Ba ơi, hồi tối ba ngủ ở trong phòng với con mà sao sáng con thấy ba ngủ ở đây mà trong phòng con thấy cái cô lão quắc gà, cái mùa nó không có quen hơn vậy con. Ơi,
có thằng Hồng à. Rồi ngủ chung rồi rủi có thì em bé làm sao? Một mình con ba chịu không nổi rồi, có thêm chắc chết. Ủa ba nói gì vậy ba? Đâu nói rồi đâu. Ý ba nói là nhà mình có một phòng mà phải ưu tiên cho khách, hiểu không? Ồ. Thì hôm nay biết dọn cơm luôn nha. À, không phải con làm đâu ba. Không phải con làm chứ đâu lại? Là tôi đó. Nè, tôi thấy nhà còn ít cơm nguội cho nên tôi chiên lên. Hai cha con ăn đi. Ngại quá. Cô là khách mà làm, để cô phải làm hết chuyện này. Tôi xin lỗi anh nha, vì chuyện của tôi mà thằng bé hôm nay không có được áo mới để mặc. Không sao mà. Có chứ bà. Con ghét cô tại cô mà con không có đồ mới mặc á. Cô biết con thích nó chừng nào không? Bạn con có quà mà con chưa được có. Ờ, có. Nhà mình có đồ đẹp chứ bộ. Đây nè, đứng dậy coi. Nè, một đồ đồ bình thường đúng không? Không ba la. Đẹp không? Bảnh tỏn liền thấy không? Tạm thôi à. Trời đất ơi, con tôi. Thôi mình ăn cơm đi ha. Để không thôi nó nguội hết. Thôi, anh với lại cháu ăn đi. Thôi cô với con tôi ăn đi chứ tôi no rồi. Thôi, ngày hôm qua anh đã nhường phở cho tôi ăn trong khi bụng anh còn đói. Ngày hôm nay anh còn nhường cơm cho tôi nữa. Thì anh lấy cái gì mà ăn, sao chịu nổi? Trời ơi, nhường cái gì cũng biết nữa. Cái này là tại vì tôi không có đói. Bình thường tôi cũng ít ăn sáng lắm cô ơi. Mà thí dụ lát có đói á thì chế có mì ăn cho nó ướt át. Chứ ba đồ quỷ này khô queo khô gốc mà. Hả? Nhà mình làm gì có mì mà chơi? Cô đừng nghe lời con trẻ nó nói. Cô với con tôi ăn đi. Ba không ăn, cô cũng không ăn, cô nhịn đói. Bây giờ ba ăn con mới ăn đúng không? Dạ. Ba ăn nha. Ba ăn nữa. Cô ăn đi, đánh cô. Hai cha con anh thương nhau thiệt đó. Như vậy là giàu lắm rồi. Dạ. Giàu tình cảm. Ờ. Chứ không giống như cha của tôi. Chắc cả đời này tôi chẳng bao giờ có được thứ tình cảm đó từ ông ấy. Thôi, hai cha con ăn đi. Tôi đi ra ngoài hóng gió một chút. Ờ cô. Cô chưa ăn gì mà. Cô. Thấy chưa? Dù gì người ta cũng là khách. Nói vậy là cô đi cô không ăn cơm rồi thấy chưa? Ai biểu cô đó không trả tiền xe cho ba để ba mua đồ mới cho con. Trời ơi, ông ơi, cái chuyện đó để tôi tính. Bây giờ nè, con ăn cơm đi, ăn hết cơm khỏi chừa ba để ba ra ba tìm cổ, nghe không? Ăn cơm đi. Đừng có chừa nghe. Con mày tỉ. Trời ơi, mệt quá. Nghe tôi nói nè, bình tĩnh nghe tôi nói nè. Cô làm ơn cô đừng có đi cái hướng này nữa được không? Ủa, sao vậy? Cái hướng này là ra cái cầu mà hồi tối cô thấy ghê lắm. Trời ơi, mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó rất là sâu. Cô hiểu không? Cô đừng để tôi mùng một Tết mà phải đi xuống dưới rồi cô vớt cô lên chứ. Tôi không có. Không có hả? Hay là cô đừng giận thằng nhóc nha. Nó dù gì nó cũng là con trẻ mà. Nó không biết gì hết á. Nó nói vô tư à. Đừng giận nó nghe. Không có. Tôi phải cảm ơn thằng bé mới đúng. Nhờ có nó mà tôi mới biết được tình cảm gia đình.
Nó làm cho tôi xua tan đi hết những đớn đau trong cuộc sống của mình. Ba người mà nhường nhau dĩa cơm nhỏ xíu vậy à? Tôi ngại quá à. Hôm ấy cô ăn gì tôi mua cho. Ở đây nhiều nhất là hủ tiếu gõ, sáng có bán. Nhưng mà tôi chỉ có thể đãi cô hủ tiếu không à. Đừng ăn thịt nha. Hôm nay tôi vui lắm, tôi không thấy đói. Từ nhỏ tôi đã không thiếu thốn điều gì hết. Nhưng mà hôm nay là mùng 1 đầu tiên, tôi để bụng tôi đói đó. Cũng thú thiệt với cô là từ đó đến giờ đây là cái cố xe đầu tiên là tôi mất trắng từ đầu đến cuối, không có lấy được đồng xu cắt bạc nào hết á, mà còn lỗ tô phở nữa. Cô chịu cười rồi hả? Nói vậy định cô chứ cô cười nhìn dễ thương lắm. Cảm ơn anh. Không ấy, chuyện cũ mình bỏ qua hết đi. Đừng có suy nghĩ chi cho nó phức tạp. Có gì về nhà rồi mình từ từ mình tính. Thôi nay cũng Tết năm mới, tôi chúc cô an khang thịnh vượng. Chúc anh năm mới phát tài. Đúng rồi. Hả? Tất cả những chuyện không vui, chuyện năm cũ mình bỏ qua hết. Ừ. Nhưng mà nè. Hả? Nếu như sau này trong cuộc sống tôi có điều gì không vui, không giải quyết được, tôi sẽ tới tìm anh, được chứ? Tìm. Được chứ, được, được, được. Anh cũng chịu cười rồi hả? Nói thiệt nha, tôi thấy anh cười cũng dễ thương lắm đó. Trời, cô nói vậy chứ con tôi nó khen tôi hoài à. Chết, thằng con tôi ở nhà. Cô ổn chưa? Nếu cô ổn cô tự lo nha, chứ thằng con tôi đang bất ổn ở nhà, để tôi về với nó. Trời ơi, con ơi. Vậy mà dám nói ba không ăn con không ăn, sạch sẽ cái dĩa luôn. Cũng may còn miếng tàu hũ. Trời ơi, Tết nhất mà ngủ à con. Mà cũng may ngủ nhiều đi con, khỏi phải đòi đi chơi. Thôi, vô phòng ngủ nha. Trời ơi, tội nghiệp con trai tôi quá à, Tết mà phải ngủ. Rồi rồi, nhanh lên đi, chúc Tết con. Cái gì mà cứ ngủ hoài vậy? Con tưởng con ngủ nguyên đêm Tết luôn á. Con tưởng ngủ nguyên Tết luôn á. Ngủ phải có lúc thức dậy. Đi chúc Tết hàng xóm, lấy tiền lì xì. Cái đồ này. Ủa, bà hội từ thiện cho cha con mình hả bà? Không phải, hội từ thiện người ta đi sẽ đông người lắm, chứ không có âm thầm lặng lẽ như vậy. Cái này giống như là có phép thuật biến hóa ra sao á. Hả? Vậy trong nhà mình có con tiên hả bà? Yeah, trong nhà mình có con tiên, trong nhà mình có con tiên, yeah. Tiên hả? Cô tiên là ai ta? Không lẽ là cô Mai Tỷ? Cô Mai Tỷ là cô tiên hả ba? Đi thăm cô Mai Tỷ đi ba. Ủa, con hết giận cô Mai Tỷ rồi hả? Con hết giận cô Mai Tỷ rồi, cô Mai Tỷ mời rồi cho con. Cái ông này ông lanh lắm nè. Qua chúc Tết cô Mai Tỷ đi ba. Ai vậy Mai Tỷ? Chào anh. Cô Mai Tỷ.
Nói vậy là mấy cái đồ đó là của... Của tôi. Trời ơi, tôi đoán là đúng mà, tôi đoán là cô mà. Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn. Trời ơi, bây giờ có chết tôi không buồn nữa. Còn cha tôi kìa. Cha tôi cũng là cha. Mà tại sao ông lại bắt, ông lại bắt con cái hy sinh tất cả mọi thứ cho ông ấy? Anh còn ngơ cái gì đó nữa? Sao không vô thay đồ, chuẩn bị đi chơi Tết thôi. À đúng rồi, đúng rồi. Thay đồ khốn, trời ơi, cơ hội ngàn năm có một đi chơi mà. Trời ơi, lại lên. Bà đẹp không? Dạ đẹp, vậy con đẹp không? Quá đẹp. Đi. Hai đứa tôi, hai cha con tôi xong rồi. Giờ mình đi đâu cô? Đi tới nơi mà hai cha con anh thích đi. Đi đi xe hơi là con thích rồi. Vậy hả? Xích vô. À, xin lỗi, xe của cô mà tôi tự nhiên quá. Lên xe, lên xe, lên xe.